Chào mừng anh quay trở lại với tân OMG Bà Quy S61 và mình là Minh Anh. Thì hôm nay mình làm video để hướng dẫn cho anh em nông dân cách kiếm KNB với lại tích KNB hiệu quả. Thì đã gọi là nông dân thì anh em sẽ phải chắt chiu từng đồng một và làm hết những cái có thể kiếm được KNB kim nguyên bảo. Thì những ngoài việc nạp ra thì anh em có thể cày một số nhiệm vụ ở trong game này tự túc được. Một thứ nhất là quan trọng nhất là vượt ải, cái này thì chắc ai cũng biết rồi đúng không ạ? Vượt ải phó bản thường với phó bản tinh anh là một nguồn thu nhập KNB rất chi là phong phú và nhiều. Anh em có thể vượt ải rồi thì đi tìm những cái tài nguyên ở trong phó bản đấy. Trong phó bản đấy nó có rất nhiều tài nguyên cho anh em tìm kiếm. Ví dụ như một vài cái phó bản mà nó có chữ hoàn mỹ này này thì nó cũng là trong đấy nó đã hết tài nguyên cho anh em tìm. Anh em sẽ phải tìm cái khác. Thì anh em có thể dựa vào cái phần tin nhắn để có thể tối ưu cái thời gian cũng như là cái tài nguyên anh em có thể kiếm được. Thì ở phần tin nhắn này thì có những cái tiền bối đi trước người ta sẽ để lại ở đây những cái đáp án hay là cái map ẩn để cho anh em kiếm thêm cái tài nguyên, đỡ phải mất công tìm. Đấy cũng là một cái lợi thế của anh em đi sau. Không cần phải tìm lâu. Cái thứ hai nữa là map ẩn, điểm ẩn là một cái là một cái phó bản ẩn. Anh em tìm ra thì bên trong đấy có thể có tài nguyên là KNB này, mảnh tướng này, rồi thì rất nhiều bạc cho anh em nâng đồ các thứ. Rồi thì có thể có thần binh ở trong đấy, thần binh random nha, ngẫu nhiên á. Rồi thì cũng có thể có những con thú để anh em tìm tìm cái sổ này, sổ du ngoạn này này. Mỗi một con thú thì con thú cam thì được 500, thú tím thì được 300, thú lam thì được 200. Đấy nó có rất chi là nhiều. Đấy, ví dụ như những nhiệm vụ như này cũng có thể kiếm được này. Đó. Đó thì anh em có thể tìm tối ưu nhất cái nguồn tài nguyên từ phó bản mặc định của game để anh em có thể tích cóp được một cái vốn liếng để đợi những cái event như event mua kim, mua mảnh kim, mua lại kim tướng để quay kim tướng chẳng hạn. Hoặc là anh em có thể hạn chế tối đa cái mức nạp của mình. Còn những anh em đại gia thì mình không nói rồi, anh em đại gia thì có thể nạp một độ một lúc mấy chục triệu vào để lấy cái nguồn tài nguyên từ admin game. Ok, ngon. Và cái thứ hai là quân đoàn. Quân đoàn thì kiếm KNB dựa vào cái việc nhận lì xì à. Mỗi một ngày anh em có thể nhận được 25 lượt lì xì thường và lì xì phúc lợi 2 lần. Cái thứ hai đó là boss quân đoàn, đánh xong thì mình có thể mở thưởng. Đây, mở thưởng thì quay cái này cũng random, rất chi là ngẫu nhiên. Đấy, mình 200 KNB này, rất chi là nó cũng nói chung là anh em cống hiến vào, cống hiến cái này á thì mình vừa được tài nguyên là xu quân đoàn này, mà được điểm cống hiến cao này, không bị kích này. Và thứ hai, thứ ba thứ ba nữa là cái mức mốc cuối là được nhận thêm 100 cái này, anh em chả mất cái gì cả. Và cái thứ tư đó là lương quân đoàn. Lương quân đoàn thì là sau 6 giờ sáng thứ hai hàng tuần là được nhận lương. Thì lương quân đoàn này tăng theo chức vụ của anh em trong bang, chức vụ cao thì lương cao. Đấy. Cái tiếp theo là cái tàng bảo đồ, anh em có thể xem thưởng này. Đó, thưởng bảo đồ. Tàng bảo đồ này anh em đi khui cũng lâu lâu cũng được tầm độ 200 500 KNB là bình thường. Có khi được đồ ngon hơn. Tiếp theo nữa là phần khiêu chiến, những cái mốc đấu trường cả chẳng hạn. Những cái mốc đấu trường. Đấu trường hàng ngày á,
Bốc anh em cao thì nhận được cao, thấp thì nhận được thấp. Đấu trường vô xong này, thưởng bạc cũng có KDB cho anh em. Hãy tối ưu lấy. Bỏ là phí lắm á. Và tổng kết hàng tuần cũng được nữa. Được mạnh kim. Danh hiệu hạn giờ nha, 7 ngày. Thần thú thì cũng có luôn, thượng khiêu chiến này. Đạt 100 triệu là được 100 KNB. Với lại đây 40 triệu là 50. 100 16 triệu là 50. Nói chung là cũng được nhiều phết á, 3-400. Tiếp theo là cái vượt phó bản. Vượt phó bản chạm tướng này thì 2 ngày nó reset một lần. Mở những cái này là sẽ được KNB. Tiếp theo là cái lưu đài đỉnh phong. Anh em có thể đặt cược dự đoán mất 300, nhưng mà đổi lại nếu mà anh em ủng hộ chuẩn thì được 3 cái lệnh, 4 cái lệnh và 5 cái lệnh. 5 cái lệnh danh tướng. Thưởng tham gia được 400. Và tiếp một cái nữa, cái nguồn rất chi là phong phú nữa, chứ là thí luyện. Từng quốc gia nó mở từng ngày một. Thành tựu. Và tháp ma hồn. Tháp ma hồn này thì mỗi một lượt win là anh em được 50 KNB. Nên mình đi thử cái map này, mình bị kẹt từ hôm qua. Đấy, nó chém cái chết động trác này. À, xém chết kìa. Rồi xong, gần chết hết. Không làm được cái gì luôn. Đánh kiểu gì ấy. Cái con lưu linh khởi của mình còn chưa kịp đánh luôn. Chưa kịp đánh đã chết rồi, bị cái con kia nó ru ngủ. Nó ru ngủ cái chết. Ru ngủ là đứng im mà không làm gì được luôn. Rồi xong. Xem ở chiến báo thì kẹp Khương Duy, nhưng mà kẹp Khương Duy vào thì thấy nó cũng bình thường. Chắc Khương Duy của mình yếu hay sao á. Thế này để nó nhảy với con Hoàng Trung mà một chút kịp nhảy luôn. Không biết là nó nổ cái gì luôn. Lữ Linh Khởi mình còn không cả nhảy được cơ. Không biết là bên kia nó có con nào chặn thiên phú không nữa. Chặn thiên phú giống như là CC tê liệt của con Trương Giác, nó chặn cái thiên phú nhảy vào của con Trương Hợp á. Không hiểu kiểu gì luôn. Đấy. Không nhảy được vào. Cái gì vậy? Thế này xem ok không nào? Ủa? Sao không nhảy? Cái gì nữa? Láng quá. Chết hoa đàn mất rồi. Thua. Con Hoàng Trung nó bắn kinh khủng quá. Rồi xong. Nên con Grab còn chửi nó giết được chết. Không nhảy được vào hàng trong cái luôn. Thường thường là lũ linh khởi nó có cái skin nhảy mà. Skin nhảy choáng ở bên trong. Hay là lại fix lại rồi ta. Giống như fix lại cái skin bạo lệ của con đồng đồng chát. Yếu kinh khủng. Fix lại hút HP giờ thành hồi thành. À đâu. Hồi HP giờ thành hút HP.
hút đấy thì nó đánh theo sát thương, động chắc đánh là 100.000 nên hút, còn không đánh được thì cũng nghỉ luôn. Cố đi đi tải 340 để vượt cái phần huyết chiến. Xếp lại mới được. Người ta 4 triệu rồi đi qua rồi sao mình đánh thẳng mặt mày luôn. Chết luôn. Cái gì vậy? Không hiểu tại sao chết luôn. Thế này xem có đánh được không? Ôi giời. Cái gì lại chết cả điêu thuyền? Không có kịp nhảy luôn. Đáng nhẽ chạy lên là nó phải nhảy chứ. À đây đây, nhảy được rồi. Nhảy rồi nhưng chết bố hết rồi. Nhảy quái. Chết luôn đi khỏi nó nhảy quái gì. Đấy còn không mà kịp nhảy luôn. Rõ ràng cái kin của con bên đó là phải phản huy là hất đẩy lùi và choáng, mà làm gì có thấy bị choáng đâu. Bịp nhau. Này đánh đấm quá thì. Thử lần nữa xem có qua không. Làm gì chọn được thiên phú chứ. Đánh nhá nhảy là phải bị choáng thế nhỉ. Xuân nó bắn cái chết này. Vì nó chém kinh quá. Mấy con này bị Khương Duy nó chặn. Rồi xong. Rồi xong cái gì vậy? Đánh Hoàng Trung không xi nhê luôn. Đánh không thấm cái gì luôn. Chịu. Úi giời, nhìn Điện Phi nó chém rồi. Và một cái nữa là công thành lược địa. Cái công thành lược địa anh em có thể chiếm khoảng, giống như là chiếm khoáng với lại chiếm khoáng với lại chiếm thành ở bên OMG Paquy. Nếu anh em nào đã từng chơi sẽ biết tranh đoạt quyền thần các thứ. Cái này để kiếm KNB với kiếm bạc với thời gian tích lũy là tối đa là 12 tiếng.
Và một phần nữa là anh em có thể tham gia một số cái hoạt động ở trong game, ví dụ như là cái hoạt động 50 5 vạn KNB này cũng thế này. Anh em có thể làm nhiệm vụ để hoàn thành cái mốc của nó để nhận được thưởng. Nhận được điểm, điểm để đủ mốc để thưởng. Mỗi một mốc là 1.000 KNB, tích lũy trong 30 ngày là 50.000 KNB. Và mỗi một lần ra là sẽ khác nhau. Thôi, video của mình cũng kết thúc ở đây. Anh em đi qua thì like và comment để lại một lượt đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye anh em. Bye bye.